Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội năm 2023. Bắc ống hút cát qua mặt đường D gây mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên bắt vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua thị xã Mỹ Hào Long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật tại thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục. Dự lễ đón bằng về phía Trung ương có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, cũng đông đảo nhân dân địa phương. Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Dục, tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Ông Đỗ Đình Nguyên tiến sĩ làm đến chức tán tướng quân phụ tỉnh dưới triều Nguyễn. Ông có tài cả văn lẫn võ, là vị quan thanh liêm, có tài cai trị được nhân dân kính nể. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, nhà Nguyễn đầu hàng, ông kháng lệnh triều đình quyết tâm đánh Pháp. Ông tiếp quản lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy từ Đinh Gia Quế và phát triển cuộc khởi nghĩa từ phạm vi một vài huyện mở rộng ra liên tỉnh, liên vùng với nhiều trận đánh làm thực dân Pháp khiếp sợ và có ảnh hưởng sâu rộng ở Bắc Kỳ cũng như cả nước. Nguyễn Thiện Thuật mất ngày 25 tháng 5 năm 1926 tại Trung Quốc. Năm 2005, hài cốt của ông được đưa về an táng tại quê hương Xuân Dục. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích Nguyễn Thiện Thuật với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng. Với những giá trị to lớn lịch sử, tháng 10 năm 2020, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia là sự xác lập cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị lâu dài cho di tích. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Mỹ Hào tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, anh dũng của tiền nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo để các giá trị lịch sử, văn hóa, văn hiến không chỉ là niềm tự hào biết ơn mà sẽ thực sự trở thành nền tảng, trụ cột trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật được khánh thành và đón bằng di tích lịch sử quốc gia, đáp ứng niềm mong mỏi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là sự ghi nhận, khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Tôi đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường công tác quản lý về di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết số 13 của tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào khẩn trương kiện toàn ban quản lý khu di tích để thực hiện nhiệm vụ quản lý theo quy định của luật di sản, chỉ đạo bảo vệ, tuyên truyền, quảng bá, phát huy tốt giá trị của khu di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm, cần quan tâm đầu tư để phát triển cụm di tích lịch sử chùa Sùng Bảo, khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật và lưu niệm lực lượng du kích Hoàng Ngân trở thành điểm du lịch trong hệ thống các điểm du lịch của tỉnh. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật cho đại diện thị xã Mỹ Hào. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, dâng hương và trồng cây lưu niệm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tình cảm đặc biệt gắn bó giữa tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, và tỉnh Hưng Yên, quê hương thân mẫu của Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh xây dựng chương trình trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Trong khuôn khổ chương trình chiều nay,
đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đến dâng hương tại nhà lưu niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ ở huyện Khoai Châu. Dâng hương dâng hoa nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Cùng dự lễ dâng hương dâng hoa về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đến dâng hương tại nhà lưu niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Quế Châu. Tại đây, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng tới người phụ nữ Tần Tảo Thủy Chung, tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam về đức hy sinh, lòng nhân ái bao dung, mãi mãi các thế hệ luôn khắc sâu công ơn của người mẹ đã sinh ra cho đất nước một người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901, là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, theo gia phả của dòng họ Hoàng ở thôn Vân Nội, đời thứ 6 là Thái Phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều, vốn là quan võ của nhà Lê, đã phụng sự triều đình, đem quân vào dẹp loạn ở Nghệ An. Do lập được nhiều chiến công lớn nên cụ được phong chức tổng binh và được giao trấn giữ Nghệ An. Cụ cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho việc họ Hoàng lập nghiệp ở Nghệ An. Đời nối đời đến cụ Hoàng Xuân Đường, là một nhà nho nhân ái, thông thái và nổi tiếng trong vùng, cụ thân sinh ra bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ. Tiếp đó, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên đến dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ven Hồ Bán Nguyệt ở thành phố Hưng Yên, tưởng nhớ công lao to lớn của người. Hai địa phương quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển cho tương xứng với truyền thống, tiềm năng, lợi thế, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thành phố Hưng Yên, các đại biểu cũng đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người lãnh đạo và tổ chức thành công công cuộc đổi mới của đất nước, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Ban Thường vụ hai tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của hai tỉnh thời gian qua. Hai đồng chí khẳng định hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An có nhiều khác biệt về địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống văn hóa và các tiềm năng hợp tác phát triển. Sau khi tập trung thảo luận một số nội dung phương hướng hợp tác giữa hai tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 với 5 nội dung hợp tác hỗ trợ. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà trị giá 2 tỷ 250 triệu đồng cho các hộ nghèo ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Những nội dung chi tiết của hội nghị và các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai tỉnh sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, công tác phối hợp giữa cơ quan nòng cốt là lực lượng công an với các ngành địa phương chưa thực sự chặt chẽ, tình hình tội phạm nguy hiểm như ma túy, giết người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có chiều hướng tăng. Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, đồng chí đề
đề nghị Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống tội phạm. Các địa phương cần làm tốt nhiệm vụ quản lý dân cư, nhất là đối với đối tượng người lao động từ địa phương khác đến làm việc tại các công trình, dự án, doanh nghiệp. Đối với những vấn đề nổi cộm, ngay chú ý kiềm chế, giảm dần nhóm tội phạm về tài nguyên môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Ban chỉ đạo đã họp với các thành viên để triển khai kế hoạch diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2023. Theo kế hoạch, diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh huy động lực lượng là 968 cán bộ với 48 phương tiện các loại, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2023 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Regina Medical International Hưng Yên thuộc khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, phường Dị Tử, thị xã Mỹ Hào. Diễn tập gồm 3 nội dung là tiến hành phương tiện, biểu tượng lực lượng, tem cơ chế vận hành và xử lý tình huống giả định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động của Công an tỉnh vì triển khai chương trình diễn tập diễn ra sớm hơn so với năm 2022. Đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an và các lực lượng tham gia diễn tập cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia diễn tập với tinh thần sát với thực tế, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia diễn tập, triển khai tốt các phương tiện, phương án chữa cháy để buổi diễn tập đạt kết quả cao nhất. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức trong toàn tỉnh năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức. Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được các giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề gồm chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai ở địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt gần 6.000 tỷ đồng, đạt trên 26% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa gần 5.145 tỷ đồng, đạt trên 28% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu trên 825 tỷ đồng, đạt gần 18% kế hoạch. Thu từ doanh nghiệp nhà nước gần 48 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 733 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên 1.800 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ trên 105 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân gần 360 tỷ đồng và các khoản thu về đất gần 1.900 tỷ đồng. Tích cực triển khai thi công các công trình dự án trọng điểm ngay từ đầu năm, nên quý 1 năm 2023, vốn đầu tư ngân sách địa phương tăng trên 78% so với cùng kỳ năm trước. 3 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư ngân sách địa phương ước đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt trên 600 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 460 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp xã đạt gần 66 tỷ đồng. Riêng thực hiện vốn đầu tư ngân sách địa phương tháng 3 là trên 496 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả trên là do nguồn vốn thực hiện tập trung chủ yếu vào việc triển khai thi công các công trình, dự án, giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án, đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dự án đường trục ngang có tổng chiều dài 7,6 km, được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai từ cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, đi qua hai huyện Kim Động và Ân Thi. Trong đó, diện tích cần giải phóng mặt bằng tại huyện Kim Động là 5,6 ha, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi và đất công ích của hai xã Nhân La và Chính Nghĩa. Để dự án được triển khai thuận lợi, các địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, phối hợp với hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đơn cử như việc xác định đơn giá, di rời tài sản và sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân trong diện tích chuyển đổi, quy hoạch chăn nuôi xa khu dân cư của xã Chính Nghĩa.
Trước hết nói về cái sự đồng thuận của anh em trong hợp tác xã thì 100% là đồng thuận. Chúng tôi nhận được công văn thì chúng tôi đã di rời tất cả những các cái mà liên quan đến cái phần đất ở trên cái đoạn đường đi qua, chúng tôi đã làm trước. Đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ bồi thường của dự án cho tổng số 120 hộ dân với số tiền gần 14 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, đội tuyển karate tỉnh Hưng Yên đã tham dự giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 3 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên và đã xuất sắc giành được 7 huy chương các loại. Đội tuyển tỉnh Hưng Yên tham dự giải vô địch karate miền Bắc lần thứ 3 với 6 vận động viên và tham gia thi đấu ở 10 nội dung. Tại giải đấu, các vận động viên đều đã rất nỗ lực và cố gắng hết mình để thực hiện trình độ cũng như kỹ thuật chuyên môn cao nhất. Kết thúc giải, đội tuyển Hưng Yên đã xuất sắc giành được 7 huy chương, trong đó vận động viên Trần Thị Huyền Diệu đã giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Vận động viên Nguyễn Anh Hào đã giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian lắng xuống, tình trạng bắc ống bơm hút cát qua mặt đường D lại tái diễn gây mất an toàn giao thông. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên tuyến đê sông Luộc đoạn qua địa phận huyện Tiên Lữ. Gần 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, tại km 10 trên tuyến đường đê tả sông Luộc thuộc địa bàn xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Mặc dù có hai người điều tiết giao thông, nhưng các phương tiện lưu thông rất khó khăn bởi phải gặp chướng ngại vật là ống bơm cát được bắc qua đường. Dưới sông là chiếc tàu hút cát khoảng 500 mét khối đang hoạt động để bơm cát từ tàu vào trong đê. Em mình hút đâu chưa? Em vừa mới được một tiếng mà. À, thế có đơn vị nào người ta đến kiểm tra các thứ rồi? Có chứ anh có đến kiểm tra. Thế sao người ta còn không nhắc nhở gì ạ? Có nhắc cái chung rằng không tranh thủ làm. Được biết, việc đậu đỗ tàu để hút cát diễn ra nhiều ngày nay nhưng không bị một đơn vị nào ngăn chặn và xử lý. Trong khi đó, để quản lý tuyến đường D cũng như đường thủy có rất nhiều đơn vị có liên quan. Do hoạt động chủ yếu vào buổi tối nên đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đê sông Luộc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Viết Thăng, sinh năm 1982, tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về tội buôn bán hàng cấm. Trước đó, tại thôn Kệ Châu 3, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, lực lượng chức năng đã thu giữ 33.250 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 3 số 5, ghi chữ nước ngoài, không có chữ Việt Nam. Cụ thể, ngày 15 tháng 3 năm 2013, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an xã Phú Cường trong quá trình kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 37A32783 đang dừng đỗ bốc hàng hóa từ ô tô xuống đường. Trong quá trình kiểm tra, những cá nhân bốc hàng đã bỏ chạy, để lại xe và phương tiện. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa trên xe ô tô, toàn bộ là số thuốc lá điếu trên bao bì ghi chữ nước ngoài, không có chữ Việt Nam, với tổng số 3.250 cây, loại 13 một cây. Trong đó, thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend 555 Gold là 2.300 cây, thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend 555 Original là 950 cây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định đối tượng là Hà Viết Thăng, thường trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, tạm trú tại đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, là chủ số hàng nhập lậu nói trên. Đối tượng Thăng đã có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đánh bạc, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 4 năm tù giam. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Thăng về tội buôn bán hàng cấm và tạm giam đối tượng. Sáng nay tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1969, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, 2 năm 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng, Tích đã có hành vi cất giấu trái phép trên người một gói heroin. Bị cáo Trần Thanh Bình, sinh năm 1975, ở thôn Du Mỹ, xã Vân Du, huyện Ân Thi, 3 năm tù giam. Bình đã có hành vi cất giấu trái phép tại càng điều khiển xe đạp 4 gói heroin có tổng khối lượng 0,561 gram. Bị cáo Cáp Văn Diễn, sinh năm 1976, quê quán thị trấn Ân Thi, 1 năm tù giam. Diễn có hành vi cất giấu trái phép trên người một gói heroin thì bị bắt quả tang.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh và xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa các điểm vi phạm trên đất công ích, hành lang giao thông và thủy lợi theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, đoạn từ trường cấp 2 đến cổng chợ Như Quỳnh, có 23 hộ gia đình vi phạm xây dựng lều quán, nhà cấp 4, nhà trọ trên đất nông nghiệp và đất do Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý với diện tích 3.300m2. Qua tuyên truyền vận động, có 9 hộ tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi địa điểm vi phạm, còn lại là các hộ không chấp hành. Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã lập biên bản xử phạt hành chính, hoàn thiện hồ sơ vi phạm, đồng thời ra quyết định tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ vi phạm, trả lại nguyên trạng đất ban đầu. Trên đường DH10 thuộc thôn An, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc đã lập biên bản tiến hành cưỡng chế 5 hộ gia đình vi phạm với hành vi san lấp đất nông nghiệp, làm chỗ để xe, tập kết vật liệu xây dựng trên diện tích gần 1.000m2.